Đây là một tác phẩm của họa sĩ Bùi Hùng, xin khởi điểm đấu với bước giá là 2.000 đô ạ. Xin hỏi các nhà sưu tập, vâng, tôi có 2.000 đang thuộc nhà 74 rồi ạ. Cái khó của đấu giá là không biết họ bỏ cuộc ở cái đoạn nào. Khó nhất của đấu giá là cái chỗ đấy. 2.400 ạ. Vâng. 2.600 ạ. Số 62 trả 2.600 rồi ạ. Vâng, 2.800 rồi ạ. Đang thuộc số 74 rồi ạ. Tôi đã có 3.000 ạ. Cảm ơn số 95 ạ. 95 ạ. Vâng. Nhà sưu tầm nữ số 95 đã trả mức giá là 3.000 ạ. Số 74 và số 96 nghĩ sao ạ? Vâng. 3.200 rồi ạ. Số 95 ạ. Số 74 ạ. Đang thuộc số 96 với giá 3.200 đô ạ. Vâng. 3.400 rồi ạ. Đang thuộc lại số 74 rồi ạ. Vâng. 3.600 rồi ạ. Xác nhận ạ. Xác nhận 3.600 ạ. Lần thứ nhất ạ. Vâng. 3.800 ạ. 3.800 ạ, không còn là của nhà 96 nữa, đang thuộc nhà số 74 rồi ạ. 4.000 ạ, xác nhận ạ, xác nhận 4.000 ạ. 4.000 rồi ạ, nhà số 95 nghĩ sao, nhà số 74 nghĩ sao? 4.200 rồi, số 95 trả 4.200 rồi. Chỉ còn lại số 95 và số 96, đang là 4.200, xong mã rồi, 74 đã rút rồi. Chỉ còn lại số 95 và số 96, 4.200 đang thuộc số 95, căng. Năm nghìn ạ, 96 trả 5.000 rồi ạ. Bức tranh này không còn ở Hà Nội nữa ạ. Vâng, nhà số 96 đang trả 5.000 rồi ạ. Nhà số 95 nghĩ sao ạ? Bứt luôn ạ. 6.000. Xác nhận 6.000 đúng không ạ? 6.000 đúng không ạ? 6.000. 6.000 ạ. 7.000 ạ, trả lời ngay đi ạ. 7.000 ạ. Thank you các nhà sưu tầm. Quý vị thật là tuyệt vời. 7.000 ạ. Nhà sưu tầm số 95 đang nhìn. 7.000 lần thứ nhất ạ. 7.000 ạ. Lần thứ hai ạ. 3 giây rất là nghệ thuật. Nhà 95 đã tạm dừng chưa hay là lại chiến đấu tiếp để có bằng được bức tranh nó. Vấn đề không phải là mấy nghìn đô, vấn đề không có bức tranh ức. 8.000, tôi có 8.000 rồi, xin cảm ơn. Một câu nói của bạn ấy trả lời 8.000 ạ. Tôi có 8.000 rồi, thuộc về nhà số 95 ạ. 8.000. 8.000. Dừng à? Chúc mừng số 95 ở tại sàn đã thắng với giá 8.000 ạ. Thắng ạ, may là thắng ạ.